Đã quay lại kênh Delta Mobile. Hôm nay mình có một cái đề tài nói về chiếc loa Wobin Marshall Wobin 2. Thì trước đây mình có làm một cái video clip về cái loa Wobin 2 này rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình nói về cái đề tài khác của chiếc loa này. Chiếc loa này thì các bạn thấy là cái nút volume của nó, cái nút power của nó khác thường không? Nó khác, đây là nút volume khác. Thì chẳng qua là nó gãy cái nút power này, thì mình mới độ lại cái nút power khác. Cái nút power này nó không có bán ở trên thị trường và cũng tìm cũng không có nha các bạn. Cho nên khi mà gãy thì nó rất là khó chịu. Cái nút này là nút công tắc đá trả về. Cho nên là mình phải kiếm đúng cái công tắc đá trả về chứ không phải là cái công tắc gạt chết nha các bạn. Cho nên tìm được cái công tắc này cũng khó nè. Nhưng mà nó lại khác với lại cái công tắc zin của nó. Nhưng mà mình chế được về nó cũng ok rồi các bạn. Thì cái quá trình làm thì các bạn mua về các bạn khoét một cái lỗ. Thì các bạn đưa cái cốt của nó ra đây để các bạn dàn ốc lại. Bên trong thì các bạn sẽ cắt cái phần nhựa bên trong để các bạn gắn vô cho nó vừa. Thì đây chúng tôi sẽ mở cái ruột ở bên trong ra cho các bạn coi. Thì mình tháo các cái dây loa của nó. Đây các bạn. Thì công tắc của nó là công tắc thứ này. Mình phải cắt cái phần nhựa của nó để mình gắn cho vô cho nó vừa thọt lên đó. Thì là mình chế lại cái công tắc kiểu này, mình câu cái đường này để cho khi mà mình gạt công tắc, gạt trên hay là gạt dưới đều nó mở được. Cái nội thất của cái phần loa, cái phần cũ loa thì chắc các bạn cũng đã biết về cái này rồi. Nó xài hai củ loa bass. Đây là miếng bông tiêu âm nha các bạn, bông tiêu âm. Những cái loa Marshall hay thường dùng cái bông tiêu âm này để cho nó chống rung bên trong, chống cộng hưởng bên trong cái thùng loa này. Hai loa bass và hai loa trép. Nó dùng hai loại. Rồi. Đây là cái dây bẹ để nối lên cái bàn điều khiển volume. Đây mình cũng nói sơ qua về cái dây bẹ này để cho anh em kỹ thuật khi mà làm cái loa này gặp phải thì cũng chú ý. Có những cái loa người ta mang đến thì nó mất cái dây này. Chúng ta không biết nó xài dây thuận hay dây nghịch. Cái dây này nó có hai loại, dây thuận và dây nghịch. Dây thuận là hai bên đều là mạch tín hiệu cùng phía. Còn cái dây này, cái dây nghịch là một bên lấy tín hiệu và một bên là miếng nhựa, nó gọi là dây nghịch. Dây nghịch ha các bạn, nó gọi là dây nghịch, là một bên là nhựa, một bên là tín hiệu, gọi là dây nghịch. Thì tất cả các dòng loa Marshall đều dùng dây nghịch. Tôi chưa thấy cái dòng loa Marshall, cái loa Marshall nào mà xài dây thuận. Cho nên là khi các bạn nhận cái loa Marshall về, nếu mà nó mất cái dây này
thì chúng ta kiếm cái dây nghịch mà thay vô là nó đúng. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề là khi mà mua cái dây này thì chúng ta phải mua đúng bước. Chúng ta phải làm sao để chúng ta mang cái nếu mà chúng ta không có mẫu dây thì chúng ta phải mang cái này về ra đưa mang ra chợ để người ta mua đúng cái bước dây, gọi là những cái bước này gọi là bước dây. Mỗi cái socket nó có cái bước dây khác nhau. Mua đúng bước dây. Rồi về chúng ta tự cắt. Cái cách cắt thì chắc các bạn là cũng biết rồi ha. Canh cái vừa đủ số chân chúng ta cắt cho nó đúng, bỏ vô. Cách bỏ vô trong cái này thì chúng ta được để ý ha. Cái mặt nhựa này thì lúc nào cũng nằm phía cùng bên với lại cái miếng kim đen này. Cái kim nó gọi là miếng kim đen. Mặt nhựa nằm bên cái phía kim đen. Rồi các bạn thấy là cái phần nhựa xanh và cái miếng kim đen phải cùng phía. Nó là nguyên tắc, nó là như vậy nha các bạn. Khi mà nhận cái loa mà không có miếng cái dây này thì chúng ta nhớ dây này là dây maso, là dây nghịch. Và phần nhựa xanh là nằm bên cái miếng kim đen. Và phần ở bên phía cái dàn vô lim cũng vậy. Dàn vô lim thì nó cái nhựa xanh cũng nằm bên phía kim đen là chính xác. Rồi. Cái đó là phần cái dây tính cái dây bẹ, cái dây lấy điều khiển. Giờ tôi nói tiếp về cái phần nguồn của cái loa vô bên này á, thì nó là xài ra nguồn 24V DC. Thì đối với cái nguồn này thì công suất nó khoảng 150W cho đến 200W nha các bạn. Cái nguồn này nè. Công suất nó khoảng 200W. Tại vì cái loa này nó tổng công suất nó ra khoảng 110 cho đến 115W, thì cái phần công suất nguồn cung cấp cho nó phải là gấp rưỡi cho đến gấp đôi cái phần công suất ra loa. Nó mới là chịu nổi cái phần nó mới chịu tải nổi. Rồi. Tiếp theo là mình khảo sát về cái phần cái mạch cái men. Đây cái men. Men nó thiết kế rất đơn giản. Thì ở đây nó có mạch Bluetooth, đây là mạch Bluetooth. Mạch Bluetooth. Ở đây là con IC CPU. Con CPU là con này là con xử lý âm thanh, con này là con công suất, hai con công suất. Cái con công suất để hỗ trợ cho cái ra cái bát á, là nó là cái con TBA 3116 nha các bạn. TBA 3116. Con này công suất nó khoảng nếu mà nó đánh stereo nó ra 50W mỗi kênh. Với điều kiện là cấp nguồn 24V cho nó. Còn con công suất thứ hai nó là TAS 5760. Thì cái con công suất này nó phục vụ cho hai đường ra trép. Thì mỗi kênh trép của nó khoảng chừng 25W. Mỗi kênh trép nó ra 25W. Đó thì cái mạch men nó chỉ có như thế này thôi, nó đơn giản, rất đơn giản. Hai con công suất này đều là con công suất khuếch đại lớp D.
số đất của đại lớp D. Hồi nãy mình quên nói cái con này, cái con này là con IC nguồn. Con IC nguồn nó sẽ hạ điện áp từ 24V xuống điện áp 3V3 để nó cấp cho những cái phần con CPU điều khiển và cái con audio này và cái mạch Bluetooth này. Một cái điều dễ nhận thấy để biết nó là khuếch đại lớp D á, đó là những cái ngõ ra của nó. Ngõ ra lúc nào cũng có cái mạch lọc thông thấp là những cái cuộn dây này. Những cuộn dây này các bạn. Ra hai cái kênh trep ở đây. Hai kênh trep. Và hai cái kênh bát. Hai kênh bát ở đây. Con TBA 3116 này á thì nó ra ra hai kênh. Hai kênh thì nó ra hai cái đường bát ở đây. Ra hai cái củ loa bát ở đây. Đó, cái thiết kế nó đơn giản như vậy. Thì ở đây thì tôi có phát hiện ra một cái sự trùng hợp giữa ba cái dòng loa Marshall. Thứ nhất là dòng loa Marshall Woburn 2. Thứ hai là dòng loa Stanmore 2. Và thứ ba là dòng Action 2. Action 2 á thì ba cái dòng loa đó nó đều xài chung một cái main nha các bạn. Đây là cái Action 2 đây. Đây là cái Action 2. Các bạn thấy nó sử dụng chung một cái main. Nó chỉ có một vài cái điểm chi tiết khác thì chúng ta sẽ phân tích như thế này. Sao thứ nhất là về cái phần cái đường ra, cái ngõ ra của cái phần củ loa bass. Ở đây nó ra hai đường, ra hai đường bass cho hai cái loa bass riêng biệt. Còn cái loa Action 2 á, thì chúng ta đã biết Action 2 nó chỉ có xài một cái loa bass. Ở đây chúng ta thấy nó bỏ hết, trống hết một cái cuộn dây. Nó xài một đường thôi. Mỗi bên xài một đường, tức là cái này nó đánh cầu. Đánh theo kiểu cầu, hai đường ra, nó đánh theo kiểu cầu. Hai đường ra, một đường ra, một đường ra. Cho một cái loa, cho một cái củ loa bass. Rồi. Tiếp theo là cái ngõ ra. Ngõ ra đây. Ngõ ra đây thì nó ra hai loa trep thì nó ra đủ 4 cuộn dây. Và hai tụ 4 cuộn dây ra đủ. Đó là cái khác biệt thứ nhất. Ra ngoài bên đây. Mạch bên đây thì mình thấy là thứ nhất là cái mạch cái module của cái Bluetooth. Hai cái module này giống nhau. Hai con CPU giống nhau. CPU này thì nó xài họ là STM32F030. Hai cái họ CPU này giống nhau. Tiếp là cái con audio này, xử lý audio rồi giống nhau. Rồi kế tiếp là cái con xử lý công suất ra của hai cái phần trep. Nó đều sử dụng cái con TAS5760 xài chung. Hai con giống nhau. Rồi tới cái phần ra cái củ loa bass. Cái này nó xài khác nhau đó các bạn. Con bass của cái Woburn 2 á thì nó xài con TBA 3116 con Woburn 2 đây. Còn cái Action 2 á nó xài con TBA 3118.
Thì cái con công suất 3118 thì nó nhỏ hơn công suất của con 3116 một tí. Con 3118 thì công suất nó ra khoảng 30W mỗi kênh. Còn con 3116 thì nó ra 50W mỗi kênh. Nhưng mà nó vẫn xài chung cái mạch điện nha các bạn, xài chung cái bo mạch. Nó chỉ điều chỉnh là một số con linh kiện nhỏ bên trong thôi, để nó thay đổi cái kết cấu cấu trúc của cái phần những cái phụ kiện, những cái linh kiện phụ của nó. Còn về đường đi mạch như nhau. Ở đây nó vẫn xài con mạch hạ áp, cái con nguồn hạ áp từ 24V của thằng Wuben hạ xuống 3.3. Còn cái action 2 thì nó sử dụng nguồn chính là 16V hạ xuống 3.3. Đó nó là cái sự tương thích là như vậy. Rồi đối với cái thằng Stanmore 2 thì Stanmore 2 nó làm cái bo cũng y chang như thế này các bạn. Stanmore 2. À, ở đây mình còn phát hiện ra cái khác biệt nữa là cái đường RCA. Cái RCA bên cái Action 2 này nè, nó bỏ trống. Bỏ trống cái Action 2 này, không xài cái RCA. Còn cái Wobin á, Wobin 2 thì nó gắn cái sóc cái RCA này. Nó chỉ bỏ trống hay là gắn thôi. Nó xài chung cái bo mạch. Đó. Thằng này thằng Action 2 thì xài nguồn chính là 16V, thằng này là xài nguồn chính là 24V. Rồi, đối với cái dòng mà cái thằng Stanmore 2 mà tôi đã làm qua rồi đó. Thì Stanmore 2 y chang như là cái Wobin 2 nha các bạn. Nó chỉ khác một cái nhỏ nữa là cái loa ra cái bát của nó, công suất bát của nó. Nó ra một loa. Nó ra cầu một loa. Còn còn cái Wobin 2 này nó ra là hai đường, hai loa riêng biệt. Cho nên là cái công suất của thằng Wobin 2 này nó chỉ lớn hơn là cái phần bát thôi, công suất của bát thôi. Cái công suất của thằng Wobin 2 này thì nó là 110. Còn cái Stanmore 2 á, nó là công suất nó là 80. Tức là nó sử dụng một loa thì nó chỉ còn có 80W thôi. Stanmore 2 thì nó cũng có cái RCA này. Nói chung là Stanmore 2 thì nó rất giống, gần như giống thằng này. Nó chỉ có khác là một loa và hai loa bass thôi. Đó thì là mình thấy là cái ba cái dòng Wobin 2, Stanmore 2 và Action 2 đều xài chung một cái mạch này. Nó chỉ thay đổi linh kiện cho đây một chút ít thôi. Cho nên về nguyên tắc là cái chất âm của cái ba cái dòng loa này nó gần gần như nhau, nó chỉ là về công suất lớn hay nhỏ thôi, về cái độ chi tiết thì nó gần như nhau lắm. Thì đó là mình giới thiệu cho các bạn về cái đặc điểm của ba cái dòng loa mà mình thấy nó gần tương thích với nhau, để các bạn có làm gì cái dòng loa này thì các bạn biết hiểu nguyên lý của nó. Rồi, video đến đây là hết ha. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn.